Mẹo chọn phụ kiện ăn ý với váy cưới. 1. Chọn trang sức hợp với váy cưới. Váy cưới quay hoặc cúp ngực, trái tim sẽ hợp với vòng cổ kiểu to bản, trang sức ngọc trai, kết hợp với hoa tai cùng bộ. Váy cưới cổ tròn hợp với dây chuyền thanh mảnh. Váy cưới cổ V hợp nhất với dây chuyền dáng dài và hoa tai đồng điệu. Nếu cô dâu chọn váy cưới cổ thuyền và cổ cao thì không nên đeo trang sức để tránh gây rối mắt. 2. Thử phụ kiện với váy cưới. Sau khi đã xác định được kiểu dáng trang sức, cô dâu cần thử với váy cưới. Cách tốt nhất là mang hình ảnh váy cưới tới để chuyên gia trang sức tư vấn. 3. Phụ kiện hợp kiểu tóc. Các loại phụ kiện tóc được yêu thích hiện nay là vòng hoa tươi, băng đô, kẹt cài tóc đính trang sức điệu đà. Tùy theo kiểu tóc búi, xõa hay buộc mà cô dâu lựa chọn phù hợp. 4. Kiểu dáng phụ kiện đơn giản. Đôi khi không nhất thiết phải chọn phụ kiện lấp lánh, đính đá. Bạn có thể chọn phụ kiện tóc, đính ren hay hoa tươi, tạo sự tự nhiên mà tinh tế. Đặc biệt là phụ kiện hoa tươi lại có nhiều màu sắc, dễ dàng kết hợp với váy cưới, làm cô dâu đẹp dịu dàng. 5. Giày cưới phá cách. Đa số cô dâu Việt không chú trọng đến giày cưới vì nghĩ rằng chiếc váy cưới sẽ che đi đôi giày đẹp, lãng phí. Nhưng thực tế, giày không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn có thể dễ dàng tái sử dụng nếu cô dâu chọn giày phá cách. 6. Von hợp với váy cưới. Mỗi dáng váy cưới lại có một kiểu von phù hợp khác nhau, cô dâu nên lưu ý để von và váy kết hợp hài hòa, tạo nên vẻ lộng lẫy trong ngày cưới. Váy cưới đuôi cá kết hợp với von trắng ngắn hoặc trung bình để không che mất dáng váy và khoe được sự gợi cảm của vòng ba. Váy cưới chữ A hợp với nhiều loại von khác nhau tùy theo sở thích. Váy công chúa bồng bềnh có form dáng cầu kỳ lộng lẫy, vì vậy cô dâu không nên chọn von phức tạp. Váy dạng cột kiểu xuân thẳng, mềm rủ sẽ thêm đẹp khi kết hợp cùng von dài chấm gót.